Hello anh em, nay mình mới mua được hai chiếc xe trong kho, một con CD Bentley đời đầu 12. Bụi bặm nhất, chưa rửa, bánh xì hết hơi mới bơm bánh cho nó nhẹ. Xe này anh Lý nha anh em. Cũng còn khá là zin ha. Xe này bán có mấy chục à. Anh lên thanh lý một chỗ nha anh em. Em nào cần alo. Còn đây một con Rebel sang tên. Con Rebel này cũng rất là zin đẹp ha. Hai con xe này, hai xe kho. Đó. Con Rebel đây. Giờ mình rửa ráy rồi mình bảo dưỡng lại thôi. Chứ xe rất là đẹp. Quay em coi là sơn Trung Quốc hay sơn gì. Bây giờ đi nhưng mà không biết anh. Hình như xe xịn á. Đặc khó. Xe gặp vỏ, vỏ mòn. Có vỏ sau mòn, vỏ trước còn dày lắm. Xe đẹp quá. Hai con xe rất là zin luôn. Để trong kho bụi bặm quá trời. Giờ phải mang ra. À, phục một cái cao, một cái thấp nè. Cây này thấp hơn. Chỉnh lại hết nha. Anh em nào cần thì mua báo mình, xe này chỉ có 100 mấy chục triệu thôi, chính chủ bao rút gốc sang tên. Mình rút gốc sẵn về công ty mình rồi. Rồi ai mua thì mình xuất hóa đơn cho anh em cầm hồ sơ về bấm biển thôi. Những cái mà đây, dĩa quá mỏng rồi. Dĩa zin theo xe, mỏng rồi thay cái khác. Còn chắc xe thì còn đẹp ha. Rebel 250. Con này là con CD 125. Có vài chục triệu thôi. Đó. Cái xe này tình trạng là dày. Anh chủ này nè. Ảnh bán lại rồi ảnh đi làm ở đâu ở Sài Gòn á. Chưa có liên hệ được. Thì có thể lúc nào mà ảnh về là có thể chứng được nha. Mình không có cam đoan là sẽ chứng cho anh em. Nếu mà mình liên hệ được ảnh là xe này chứng giấy được ha. Đó. Còn hiện tại là mình bán đưa cà vẹt và viết giấy bao tranh chấp thôi. Là xe thanh lý một chỗ chuẩn. Chứ không có sàn pháp bậy bạ. Còn con xe kia là chung chủ á. Hai chiếc dục trong kho bụi bặm cỡ này. Móc mà nhện gì lên luôn. À, móc lên luôn này rửa ra thôi. Con này chạy rất là vui, chạy rất là êm đã. Dòng CD chạy vui lắm, chạy êm mái đã lắm. Rồi cảm ơn anh em cần mua thì liên hệ với mình. Mấy xe này thì không phải là dành cho xe tốc độ cho nên là cũng đơn giản anh nè, đơn giản thôi. Vỏ mòn thay vỏ, xe kỳ thay nhớt hết, không có gì đặc biệt. Những dòng xe này là xe Nhật bền vô cùng. Dòng xe này không phải là lấy hiệu suất cho nên là động cơ rất là êm bền, đi rất là thoải mái, êm ái. Rồi cảm ơn anh em.